10. Mau ăn đi. Lát ăn xong tôi đưa cậu về nhà. Tôi vẫn chưa muốn về nhà. Hay là tối nay cậu cho tôi tá túc một đêm đi. Đừng có mơ. Không muốn về cũng phải về. Keo kiệt. Giỏi nhỉ, có bản lĩnh rồi đó. Cậu biết bỏ nhà đi rồi đó. Cô ơi, vừa rồi cháu gặp Đinh Tiện ở dưới kia. Tiện thể đưa cô ấy đi ăn cơm, rồi đưa cô ấy về. Vất vả cho cháu rồi Tư Diệt. Đâu có, cô cái sáo rồi. Tư Diệt, Tiễn Tiễn dạo này cứ làm sao đó. Cô muốn hỏi cháu, Tiễn Tiễn ở trường có thân với bạn nam nào không vậy? Cậu ấy chưa từng nhắc đến chuyện này với cháu. Vậy chắc là cô nghĩ nhiều rồi. Tiễn Tiễn dạo này rất là ngỗ ngược, giấu giếm rất nhiều chuyện. Cô cũng chẳng biết thế nào nữa. Nhưng cháu cảm thấy Đinh Tiễn rất nghe lời. Cho nên cô à, cô không cần lo lắng quá. Được, cô không làm việc cháu nữa. Cháu mau về đi. Cảm ơn cháu đã đưa Tiễn Tiễn về. Chuyện nên làm mà. Cháu đi trước đây. Được. Anh hỏi em này làm gì con gái cưng của anh vậy? Chẳng phải là em lo cho con bé sao? Sau khi đọc nhật ký của con bé, em cũng không nói gì mà. Anh cứ bên chậm chạp. Như thế này gọi là bên chậm chạp sao? Em làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư. Em không được làm như vậy, em có biết không? Em mau đi dỗ con bé đi. Không, em không đi. Em còn đang giận đây. Em ngang ngược thật đó. Có người từng nói, khi một người có thể thản nhiên đối diện với mất mát, học cách chấp nhận với thực tại không thể nào thay đổi được. Thanh xuân của người đó đã bắt đầu phai màu rồi. Em xin lỗi thầy. Em thi chưa tốt. Không phải là em có lỗi với thầy. Thành tích là của em. Đây đều là những câu thường ngày em biết làm. Sao lại vẫn sai hết vậy chứ? Được rồi, em về tự kiểm điểm lại đi. Đổi chỗ khác ngồi, học cho tốt. Không phải chứ, cậu thi hỏng thật rồi à? Căng thẳng quá, thi không tốt. Vậy chuyển đi.
Chuyện gì thế này? Tôi ngồi đây. Được. Không sao đâu. Chuyển xuống đi. Đây là bộ đề kinh điển của những năm trước. Hôm nay về làm hết, ngày mai giảng. Đừng có làm để đối phó đó. Làm nhiều thêm một câu là được thêm một điểm. Dạo này trên đường về nhà, các em chú ý an toàn nhé. Phụ huynh nếu có thể đi đón, nếu như không đến đón được thì đi theo nhóm về với nhau. Tan học thôi. Tư Diệt, cậu có nghe chuyện Ác Long, trường trung học Tâm Hải chưa? Nói cho cậu biết, mấy hôm trước em trai của bạn tôi vừa bị cướp đó. Trên đó đến cả bạn nhỏ cũng không tha. Đáng sợ quá mà. Cậu đừng đi chứ, đợi tôi với. Cậu không đuổi theo à? Đuổi theo cũng chẳng biết nói gì. Có gì đâu, cậu cứ nói thật thôi. Tôi sợ cậu ấy biết lại đi tìm mợ. Vậy cậu định cứ như vậy suốt sao? Cho nên nhất định phải nghĩ cho tôi một lý do đổi chỗ chính đáng. Vậy có gì khó đâu. Cậu bảo cậu không nhìn rõ bảng là được. Mẹ tôi vừa đi vừa cắt kính cho tôi. Vậy cậu nói sợ ảnh hưởng đến việc học Châu Tư Diệt. Để mà so sánh kiểu gì đó. Tổng Tư Kỳ càng gây ảnh hưởng đến cậu ấy hơn thì có. Nếu không được nữa thì cậu nói là cậu muốn vào cùng với Khổng Gia Địch. Lý do kiểu đó chắc chắn cậu ấy không tin đâu. Vậy tôi cũng hết cách rồi. Châu Tư Diệt. Tôi bảo là Châu Tư Diệt đến rồi. Chẳng phải cậu ấy về trước rồi sao? Trùng hợp vậy. Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi. Cậu gọi nhiều đồ vậy. Không cần gọi nữa đâu. Ăn ké đi. Ăn ké luôn, ké luôn. Ngồi đi, ngồi đi. Tự dưng tôi nhớ ra lớp nghệ thuật còn có tiết. Tôi đi trước nhé. Đồ lừa đảo. Cậu không hề có tiết. Tôi không ngồi đây được nữa. Bye bye, tôi đi trước đây. Hai cậu. Sao vậy? Không sao. Không sao thì tốt. Không sao thì tốt. Ăn, ăn đi. Đi nhanh vậy làm gì? Chẳng phải thầy giáo nói tan học thì mau về nhà sao? Nhỡ gặp phải Ác Long trường trung học Thâm Hải thì không hay đâu. Cậu không có gì muốn nói với tôi sao? Tại sao lại đổi chỗ? Lần này trạng thái của em không tốt. Lần sau chắc chắn sẽ thi tốt ạ. Có thể không đổi chỗ ngồi không ạ? Được. Vậy em bảo Châu Tư Diệt đến tìm thầy.
Đằng nào em ấy cũng giúp em nhiều lần như vậy rồi, thêm lần này nữa cũng không sao. Thôi bỏ đi, về nhà đi. Sao tự dưng con gái lại xa lánh một người? Chứng tỏ cậu làm cô ấy tức giận rồi. Ai? Nhưng tôi thực sự không biết tôi sai ở chỗ nào đâu. Con gái tức giận không cần lý do, cậu cứ nhìn Khổng Gia Địch thì biết. Ai? Vậy tôi nên làm thế nào? Dỗ con gái đơn giản thôi mà, tặng quà đi. Ai vậy? Đã cả ngày rồi cậu ấy không nói chuyện với tôi. Chẳng phải cậu cũng không nói chuyện với cậu ấy sao? Là vì tôi chưa tìm được cơ hội thôi. Cậu mà còn không nói chuyện với cậu ấy, có người sắp nhanh chân chiếm chỗ rồi. Dương thần tử này sao lại thân với Tư Diệt vậy? Cậu chưa nghe sao? Bạn nam chơi thân với cậu ấy ra nước ngoài rồi, nên lại bắt đầu tìm Tư Diệt. Đứng núi này trông núi nọ. Thôi được rồi, cậu đừng có thấy bất bình nữa. Linh Tiễn còn chưa nói gì mà. Xem ra tôi đổi chỗ cũng không ảnh hưởng gì tới cậu ấy mà. Là tôi tự đa tình. Chua quá đi. Cậu khuyên cậu ấy đi. Cố chấp. Tống Tử Kỳ, sao cậu lại uống trà sữa của tôi? Khó uống quá, trả cậu đe. Tôi cần cậu xin uống à. Linh Tiễn sao vậy? Mất hồn rồi. Có đến nỗi không? Vừa phải thôi. Các cậu có nghe được họ đang nói gì không? Mau dùng mắt chó của cậu nhìn xem họ đang nói gì. Ba xiên trứng, không thì miễn bàn. Thừa nước đục thả câu hả? Bốn xuyên, tôi mời cậu. Chốt kèo. Chọn xong vở kịch nào chưa? Bọn họ đã cùng nhau đi xem kịch. Đặt rồi. Lát nữa về tôi gửi qua máy tính cho cậu. Còn nói không phải là bạn. Đồ lừa đảo. Đàn ông đúng là không ai tốt đẹp. Tôi cảm thấy Tư Diệt dạo này hơi sai sai. Hôm qua chúng tôi còn bàn với nhau trong nhóm chat. Được lắm Châu Tư Diệt, còn nói không thân. Không thân mà cùng nhau đi xem kịch làm gì? Từ nay về sau tôi sẽ chăm chỉ học tập. Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa. Sao lại tức giận vậy? Nghe nói nhà hát Tương Hà gần đây mới ra mắt vở kịch mới, tên là Yêu Thầm Đào Hoa Nguyên, cũng khá hay. Cậu thích xem kịch nói à? Tôi tìm hiểu vu vơ thôi. Cậu không thích sao? Tôi chưa từng xem kịch nói. Nhưng mà cũng không phải là không thể nào tìm hiểu chút. Tôi biết ngay mà. Muốn hẹn mình sao? Con về rồi. Tiễn Tiễn về rồi hả? Mau chuẩn bị đi, chúng ta đến nhà Tiêu Diệt. Cô chú Châu đi công tác về rồi.
Con không đi đâu, mọi người đi đi. Không đi là không có cơm ăn đâu. Con không đói. Mẹ, hôm nay mẹ trang điểm đẹp thật. Mẹ vốn đã đẹp sẵn rồi, trang điểm vào lại càng rạng rỡ hơn. Con nói đi, muốn gì? Thì là tiền tiêu vặt. Nè, cầm lấy. Mẹ, có thể cho con thêm chút không? Đinh Tuấn Thông, tháng này mẹ cho con mấy lần rồi? Chỉ có 5 tệ, không thêm một xu nào hết. Đinh Văn Thành, nhanh lên. Đến đây, đến đây. Đi thôi, Đinh Tuấn Thông. Con biết rồi, lát nữa con đi. Con mau lên nhé. Chị, hôm nay trông sắc mặt chị tốt thật. Không có. Mẹ nói đúng. Em nên sửa cái tật tiêu tiền bừa bãi đi. Không phải là em tiêu tiền bừa bãi, là em định cho. Thôi bỏ đi. Nói với chị cũng không hiểu. Sao lại không hiểu? Em là đang ngụy biện. Đúng rồi, sao chị không đưa Tiễn Tiễn qua đây? Tiễn Tiễn dạo này thi kỳ tháng thi không tốt, đang ở nhà học, là chết đi được. Thi không tốt là chuyện rất bình thường mà. Ai mà chẳng có lúc mắc lỗi. Tiễn Tiễn nhà chúng tôi không giống như Tư Diệt nhà chị, thông minh, học cái gì cũng biết liền. Chị xem nè, còn biết cả công nghệ cao nữa. Hơn nữa bây giờ Tiễn Tiễn bướng bỉnh lắm, cứ đòi học ban tự nhiên gì đó. Chị nói xem thành tích thuộc hạng không nói làm gì. Đỗ được nguyện vọng hai là tốt rồi, không trông mong vào trường điểm gì đó nữa. Cô à, thực ra tính cách của Đinh Tiễn chính là như vậy. Chỉ cần có việc mà cậu ấy đã nhận định thì cậu ấy sẽ kiên trì đến cùng. Cho nên mặc dù trường điểm khó thi, nhưng cháu tin cậu ấy có thể làm được. Cô không cần lo lắng đâu cô à. Tiễn Tiễn là một đứa trẻ tiền đồ rộng mở, chị yên tâm đi. Cũng phải. Đinh Tiễn, tôi có tin tình báo mới. Các cậu có muốn nghe không? Tin chỉ hè của các cô gái cậu, tôi chẳng muốn nghe đâu, xin phép. Liên quan đến Châu Tư Diệt và Dương Thực Tử. Nghe thử cũng được. Hồi bọn họ học cấp 2, họ từng tham gia cuộc thi toán. Dần dần lời đàm tiếu ngày càng nhiều. Châu Tư Diệt để tránh phiền hà nên càng ngày càng xa lánh Dương Thần Tử. Chả sao cả, mặc kệ cậu ấy và Dương Thần Tử ra sao. Từ nay tôi sẽ chăm chỉ học tập, không nhắc đến Châu Tư Diệt nữa. Các cậu đừng làm phiền tôi. Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Lại thêm một người điên. Tư Diệt, bên này, bên này. Lại viết sai rồi. Tống Tử Kỳ, cậu có tẩy không? Tôi không mang. Cảm ơn. Không có gì. Cuối tuần mọi người có dự định gì không? Chơi thôi. Ở gần đây mới mở một quán game, vui lắm, hai chúng ta cùng đi. Mắt cậu sao vậy? Tiễn Tiễn, cậu thì sao? Chắc là ở nhà học thôi. Cũng không biết mẹ tôi có cho tôi đi không. Tư Diệt, cậu thì sao? Tính sao đi? Tống Tử Kỳ, cậu ra đây cho tôi. Cậu làm gì? Mau lên.
Khổng Xa Địch, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tôi không chịu nổi nữa. Tôi cũng không chịu nổi nữa. Tôi cản trở gì cậu? Không phải cậu, là hai người đó. Hai người họ đúng là có gì đó sai sai. Cứ như vậy không được đâu. Cậu nói xem, hai người họ ngày nào chưa lành thì ngày đó chúng ta chưa được sống yên đâu. Đồng ý. Vậy nên làm gì? Như vậy đi, cuối tuần chúng ta rủ họ ra, để họ ở riêng với nhau. Tôi phụ trách Đinh Tiễn, cậu phụ trách Tư Diệt. Tại sao? Sao không đổi lại? Tôi mặc kệ. Nếu như cậu không xử lý xong xuôi thì đừng đến gặp tôi. Khổng Gia Địch ơi là Khổng Gia Địch, đã nói là tình anh em, cậu là vì Đinh Tiễn mà bán đứng tôi. Ai muốn làm anh em với cậu chứ? Đồ ngốc. Không làm anh em thì làm gì chứ? Cậu tự nghĩ đi. Khổng Gia Địch nè, không phải cậu có tình ý gì với tôi đó chứ? Cậu ảo tưởng ít thôi. Buồn nôn. Tiễn Tiễn, Xa Xa, cuối tuần làm gì? Ra ngoài đi chơi đi. Cuối tuần mẹ cấm ra ngoài. Đừng mà cậu xem hai chúng ta lâu lắm rồi không ra ngoài chơi rồi. Còn nữa, cậu xem nè, cậu lấy đâu ra tấm vé này vậy? Cơ quan ba mình phát. Ông ấy cũng không đi xem. Hai chúng ta đi thôi. Thôi vậy, mẹ tôi chắc chắn không đồng ý cho tôi đi đâu. Hay là cậu đi với Tổng Tự Kỳ đi. Không được, tôi chỉ muốn đi với cậu thôi. Cậu tự tìm cách đi. Đi mà, nhớ ăn mặc xinh đẹp đó. Cậu làm gì vậy? Việc kia làm tới đâu rồi? Tôi làm việc cậu còn không yên tâm mà. Cậu có đáng tin không vậy? Đáng tin chứ. Sao cậu đến đây? Có hỏi cậu thôi à? Tư Diệt đâu? Không phải cậu ấy đang giận tôi đó chứ? Cậu đừng có tự mình đa tình nữa. Cậu đến làm gì? Có việc gấp gáp. Sạch túi rồi. Ba cậu lại trừ tiền tiêu vặt của cậu rồi à? Để cuối năm có tiền mừng tuổi, tôi sẽ trả lại cho hai cậu. Trả gấp đôi nhé. Xa Địch vẫn là cậu tốt. Nè, Tôi anh đây cũng không nhiều tiền. Cậu tiêu tiết kiệm chút. Tôi vừa nhìn thấy có tờ đỏ mà. Đâu có. Cậu ăn cướp à cậu này? Ai vậy? Dám cướp bạn tôi à? Tôi không ăn cướp. Đừng có ngụy biện nữa. Cậu chính là con cá trạch trường trung học Thâm Hải. Ăn cướp ở xung quanh đây đúng không? Đó là ác long trường trung học Thâm Hải. Tên còn nhớ rõ vậy. Còn nói không phải, tôi báo cảnh sát đây. Đừng, Khả Khả, người mình mà. Tôi giới thiệu cho cậu, đây là anh em của tôi, trưởng Trầm, đại ca trường trung học 18. Cậu ấy là ai? Hoa Khôi trường trung học Thâm Hải, Du Khả Khả. Là cậu à? Tôi biết. Đợt trước toàn đi chơi với nam sinh trường tôi. Cậu đừng có mà nói bậy. Nam sinh trường trung học 18 các cậu chẳng có ai tốt đẹp cả. Ác long trường trung học Thâm Hải chẳng phải ở trường các cậu sao? Nếu không phải thì sao? Không thể nào. Được thôi, vậy hai chúng ta đi bắt tên đó. Tôi phải cho cậu biết sự quang minh lỗi lạc của nam sinh trường trung học 18 chúng tôi. Được thôi, ai sợ ai chứ. Đi thôi, đi thì đi. Sao tôi cảm thấy hai chúng ta có hơi thừa thãi nhỉ? Còn nghiên cứu mấy cái cung hoàng đạo giới dẫn của cậu à? Cậu đừng nói linh tinh nhé. Cái này chuẩn lắm. Cũng chỉ có con gái các cậu tin. Toàn là lừa gạt người thôi. Cậu không tin à? Vậy tôi xem cho cậu nhé. Cậu biết ngay là có chuẩn hay không? Được, vậy cậu xem đi. Tôi xem cậu có thể nói được gì. Cái đó... Sao vậy? Cậu là con gì nhỉ? Chị gái à, tôi với cậu cùng mặc một chiếc quần xà lọn lớn lớn bên nhau đó. Giờ cậu lại hỏi tôi cung gì? Sao tôi phải quan tâm những thứ đó chứ? Cậu đưa đây. Tự tôi xem.
Cung Bảo Bình nhớ chưa? Bảo Bình đây. Cung Bảo Bình tuần này hạn chế ra ngoài, tránh mất tiền mất của, gặp tai nạn máu me. Tin mới là lạ đó. Cậu Tiêu rồi, Tống Tử Kỳ. Mất tiền mất của, tai nạn máu me. Câm miệng. Đinh Thiên Thành, dậy đi. Sao vậy? Nè, cái gì đó? Vé xem phim. Mặt trời mọc từ đằng Tây à? Lần trước chúng ta xem phim cũng là mười mấy năm trước rồi chị. Sao em lại nghĩ đến chuyện mua vé xem phim? Không phải là cho anh. Kêu anh đưa cho Tiễn Tiễn, để con bé đi với bạn. Còn cả chiếc áo này nữa, anh cũng mang đi cho nó đi. Nghĩ thông suốt rồi hả? Quả tự mình gây ra. Em tự mà đi, anh không đi đâu. Sao con người anh lại vậy chứ? Nhờ anh làm chút gì khó vậy sao? Em xem, đây là chuyện của em mà. Anh mà đưa những đồ này cho Tiễn Tiễn thì lấy danh nghĩa của em hay là lấy danh nghĩa của anh đây? Đi thì đi. Mẹ, có chuyện gì sao? Con định ra ngoài hả? Gia đình hẹn con đi xem quà nhà. Con không có cách nào, bèn đồng ý. Việc đó, mẹ, con đi có được không? Đi, đi đi. Cảm ơn mẹ. Con định mặc cái này đi sao? Con vẫn chưa nghĩ xong. À thì mẹ mua cho con bộ đồ. Cầm lấy. Mẹ à, con không làm sai việc gì chứ? Con bé này, mẹ đối xử với con tốt chút không được sao? Cầm lấy. Tệ. 300 tệ. Mẹ, cái này đắt quá. Hay là mẹ trả lại đi. Nói con mặc thì con cứ mặc đi. Đi chơi vui. Nhớ về sớm. Mẹ gọi cho con nhớ bắt máy đó. Cảm ơn mẹ. Làm tôi giật mình. Sao vậy? Cậu mặc như vậy ra ngoài à? Mặc như vậy thì sao? Quan trọng là không để bị phát hiện, biết không? Trông cũng đẹp trai mà. Alo, Gia Địch, tôi đến đâu rồi? Tôi đang trên đường, đến ngay đây. Tôi cúp máy nhé, bye bye. Cúp máy nhanh vậy? Châu Tư Diệt đến chưa? Không biết, tôi đã nói với cậu ấy rồi. Châu Tư Diệt. Cậu làm gì vậy? Tôi không làm vậy. Tôi sợ cậu ấy phát hiện ra tôi. Cậu lại đến đây xem hòa nhạc chứ sao? Vào rồi, vào rồi. Cậu hẹn cho tôi gì ra ngoài kiểu gì vậy? Đơn giản lắm, tôi nói Đinh Tiễn cũng đi. Thế là cậu ấy đến thôi. Tôi giỏi chứ? Được rồi, hoàn thành nhiệm vụ. Rút. Rút gì chứ? Ba tôi cho tôi 4 vé.
cảm ơn ba. Không cần cảm ơn. Đi thôi, đi thôi. Sợ trúng tôi rồi. Sao vậy? Không sao, trẹo chân cái thôi. Ra ngoài ngồi chút. Tôi xem nào. Chân này hả? Không sao, tôi nghỉ ngơi chút là được rồi. Tôi phát hiện chẳng khi nào cậu thích mở lời nhỉ. Từ nhỏ đến lớn tôi đều như vậy, không biết từ chối người khác, không dám làm phiền người khác. Nhiều lúc bận tâm rất nhiều, lần nào lời cũng ra đến miệng rồi nhưng không dám nói ra. Không cần suy nghĩ gì cả. Chúng ta chẳng phải là bạn sao? Giữa bạn bè với nhau thì nên giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ với nhau chứ. Nhưng tôi chỉ đem lại phiền phức cho cậu thôi. Thế giới này không có người nào có thể làm tốt mọi chuyện. Huống hồ tôi không hề cảm thấy phiền phức. Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì không? Thực ra khoảng thời gian trước mợ có tìm tôi, nói là có người tố giác chúng ta thân với nhau, bảo tôi đổi chỗ ngồi. Tôi liền hứa với thầy ấy, chỉ cần thành tích tôi tháng này được nâng cao thì tôi không cần đổi chỗ nữa. Nhưng mà tôi thi không tốt. Chỉ vì chút chuyện nhỏ này, cậu còn bị lý do để lừa tôi. Không có. Mợ nói lần nào tôi xảy ra chuyện đều là cậu đứng ra giúp tôi. Tôi lại không muốn vì chuyện của mình mà liên lụy đến cậu. May mà không phải là cậu giận tôi. Cái gì? Giận cậu? Không sao. Tóm lại là từ đây về sau cậu phụ trách cố gắng là được. Những chuyện còn lại giao cho tôi. Kể từ ngày mai tôi sẽ dạy kèm riêng cho cậu. Tôi không tin cậu còn thi tệ được nữa. Cậu làm gì vậy? Cậu nhìn tôi ngụy trang nè. Không dễ bị phát hiện đâu. Tôi đúng là bị khùng mà. Cuối tuần không đi chơi, ở đây đợi bác kể tốn tiền với cậu, chịu gió lạnh. Tôi đi đây. Cậu đi đi. Cậu không thèm giữ tôi lại à? Tôi cảm thấy cậu nói đúng. Cậu đi đi. Tôi ở đây chờ. Không có ai hẹn cậu à? Ai dám hẹn tôi? Cũng đúng. Ai dám hẹn cậu chứ? Vẫn là cậu nhanh trí. Nếu không thì chúng ta không bắt nổi xe nữa. Chứ còn gì? Tôi xem dự báo vận may ngày hôm nay rồi mới ra ngoài. Trong đó nói hôm nay ra ngoài nên đi bộ, sẽ có điều bất ngờ xảy ra. Những cái này đều là trùng hợp. Trong đó còn nói tôi sẽ gặp tai nạn máu me kìa. Cậu xem sắp cuối tuần rồi, tôi có gặp chuyện gì nào? Lâu vậy vẫn không có ai xuất hiện. Anh em của cậu đáng tin không? Hay là cậu làm gì vậy? Có động tĩnh. Có phải buổi tối nhiệt độ giảm hơn không? Lạnh quá.
Đến rồi, đến rồi. Có cần đến chỗ anh đây sưởi ấm không? Cậu làm gì vậy? Sến quá đi mất. Đi đâu vậy? Tôi đi vệ sinh. Đừng đi theo tôi đó, biến thái. Tên lưu manh này còn là tên trồng háo sắc. Cậu đợi ở đây nhé, tôi đi xử hắn. Có gì lập tức báo cảnh sát nhé. Biến thái, tôi biến thái sao? Tôi thấy tôi mặc bộ đồ này cũng đẹp trai mà. Ác Long trường trung học Thâm Hải à? Không cần tôi cổng thật sao? Chân đỡ nhiều hơn rồi. Ác Long trường trung học Thâm Hải à? Tao xem mày ác chỗ nào. Giọng nói này nghe quen quá. Hình như là tiếng của trưởng Trầm. Cậu ở đây đợi một lát nhé. Tôi đi qua xem sao. Cậu đến rồi à? Ác Long trường trung học Thâm Hải nè. Tôi đấm hắn. Ác Long trường trung học Thâm Hải nè. Các cậu làm gì đó? Ác Long trường trung học Thâm Hải, mau đánh. Ác Long trường trung học Thâm Hải à? Đánh chết đi, đánh hắn. Ác Long trường trung học Thâm Hải nè. Đánh, đánh hắn. Khổng Sa Địch, hắn còn biết tên Khổng Sa Địch. Đánh hắn. Khổng Sa Địch. Cậu ngốc à, là tôi. Khổng Sa Địch. Không phải, khoan đã. Sao tôi thấy giọng nói này nghe quen vậy? Ai vậy? Đúng là tôi gặp tai nạn máu me thật rồi. Chuyện hôm nay là tại Tưởng Trầm. Tôi vừa mới đến, đã nói với tôi là ác ma trường trung học Thâm Hải. Mà xin lỗi đi. Hay là ăn chút gì đi. Cậu đừng chạm vào tôi. Cậu đừng chạm vào tôi. Có chơi mà không dám chịu à? Tôi đánh cậu một trận thử xem. Được rồi, được rồi. Tôi thừa nhận chuyện hôm nay hai chúng tôi đều có lỗi. Được rồi, khóc đi, khóc đi. Khóc xong rồi sẽ đỡ hơn thôi. Cho cậu cái này, rất có tác dụng đó. Đinh Tiễn, hai người họ xấu đã đành. Ngay cả cậu cũng học hư rồi. Lúc nãy tôi cũng bị thương. Vết thương của cậu có thể so với tôi sao? Tôi là bị thương ở thể xác và tinh thần. Nhưng tôi cũng đâu có khóc. Một giữa hai phải thôi chứ. Đau đau, câm miệng. Bỏ tôi ra. Tôi không có tiền. Hình như là tiếng của em trai tôi. Anh bỏ tôi ra. Đúng thật rồi. Cậu ở đây đợi nhé. Mau lên. Mau nộp tiền. Không phải cậu chính là Ác Long trường trung học Thâm Hải đó chứ? Ai đó? Điều là hiểu nhầm. Hiểu nhầm. Cậu nhìn mặt tôi nè. Điều là tại cậu cả đó. Cậu còn khóc nữa. Bị tống tiền mà cũng không biết nói ra hả? Em bị ngốc đó à? Lúc đó em muốn nói với chị rồi, nhưng mà hôm đó chị giữ như vậy. Ai kêu em bình thường không nghe lời? Không phải tiêu tiền bừa bãi thì là thích cãi lại. Cho nên chị mới. Cho nên em nói hay không giúp chị không quan trọng. Em trai cậu giống cậu ghê. Cậu em biết anh cùng một ruột với chị em. Vậy em với chị em chẳng phải là một ruột sao? Không phải đâu. Chị ấy rất ghét em, lúc nào cũng dữ dằn với em.
Sao có thể dữ dàng vậy chứ? Đúng không ạ? Em xem, chị em bị trẹo chân, còn nói muốn tìm em. Tìm được em rồi, có khí thế hừng hực muốn đánh người, may mà anh ngăn lại. Sao có thể hụt dữ như vậy chứ? Em vốn không hiểu chị em rồi. Sắp đến nhà rồi, chị đi nhanh lên. Em muốn lên thì lên trước đi. Vậy lên trước đi. Hai người nói chuyện đi. Em trai cậu cũng rất tốt đó. Vậy tôi cũng lên nhé. Cậu đợi một lát. Đây là cái gì? Quà tặng cậu đó. Dụng cụ vẽ. Không cần cảm ơn tôi quá đâu. Cho nên lần trước cậu tìm Dương Thần Tử là vì cái này sao? Dương Thần Tử có người già ở nước ngoài, tôi nhờ cậu ấy đặt giúp tôi một bộ. Sao vậy? Hình như tôi hiểu nhầm cậu rồi. Hiểu nhầm? Cậu hiểu nhầm cái gì? Lại không nói. Thôi được rồi, tôi về nhà đây. Cảm ơn.